Xin chào quý vị. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Xin chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta học một cái buổi đặc biệt mà sư nghĩ là có lẽ không có nhiều những lớp giáo lý Phật pháp căn bản mà lại đi dạy cái này. Tại vì đối với rất nhiều vị, cái chuyện hạnh phúc trong hôn nhân gia đình nó không nằm ở trong cái phần Phật pháp căn bản. Mà sư suy nghĩ cái này là những cái hàng tại gia cư sĩ quý vị phải biết, mà đã gọi là phải biết là nó thuộc về cái cần, đúng không? Mà nếu như bây giờ chúng ta không xếp nó vào cái phần Phật pháp căn bản, tức là cần phải có khi mà chúng ta học Phật, thì mình xếp nó vào đâu bây giờ? Giờ lớp Phật pháp lên cao à? Trong khi đó, ở những tôn giáo khác, ví dụ như Thiên Chúa giáo, thì khi mà một cái cặp đôi đó chuẩn bị kết hôn thì họ phải học một cái lớp về hôn nhân. Thì tại sao Phật giáo mình không có những buổi như vậy? Và sư thấy trong kinh Đức Phật có dạy, nhưng mà Phật tử biết thì không có nhiều. Sư tử đặt câu hỏi tại sao? Chính bởi vì như vậy đó, đó là lý do chúng ta có buổi học ngày hôm nay. Và sư mong là qua buổi học ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ biết được ở trong kinh Tạng nói gì về mối quan hệ vợ chồng, và làm sao để chúng ta có thể giữ được một gia đình hạnh phúc. Ở trong Phật giáo, nếu nói về phụ nữ thì bà Visakha là người nổi tiếng. Về hàng cư sĩ, bà Visakha rất là nổi tiếng. Bà chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn khi bà 7 tuổi, và gia đình của bà là gia đình của những bậc thánh nhân. Sự kiện bà kết hôn là một sự kiện rất là lớn ở xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, bởi vì gia đình bà giàu. Và khi bà đi xuất gia như vậy, ngoài của hồi môn thì cha ruột của bà cũng là một vị thánh đã dặn bà những điều như sau. Bà suy nghĩ nếu như chúng ta có thể áp dụng những lời dạy đó, nếu như chúng ta có thể áp dụng những lời dạy đó vào cuộc sống gia đình của mình thì nó hạnh phúc rất là nhiều, và nó sẽ tránh được những rủi ro tai hại rất là nhiều. Đó là gì? Cha của bà dạy bà những điều như sau. Thứ nhất là đừng có đem lửa từ ở trong nhà đâu, đừng đem lửa từ ngoài vào nhà, rồi chỉ những ai trả nợ thì mới cho mượn, còn cái người không trả thì không cho mượn. Rồi có những người đó không trả nhưng mà vẫn cho, nên cho mượn. Rồi hãy ngồi một cách an vui, hãy ăn một cách an vui, hãy ngủ một cách an vui, hãy thờ, hãy cẩn thận với ngọn lửa ở trong nhà, và hãy thờ những vị trời ở trong nhà. Quý vị nghe có lạ không? Với những ai đã nghe qua rồi đó thì họ biết là dạy cái gì. Chứ còn với những ai chưa nghe thì chúng ta nghe giống như là lọt vào cái màn sương mù. Nhưng mà đây là những lời dẫn cốt lõi giúp cho chúng ta có một gia đình. Đó là gì? Thứ nhất, đừng đem lửa trong nhà ra ngoài. Có nghĩa là sao? Ở trong nhà chúng ta đó, đương nhiên chén bát để trong chậu nó còn thua len ken mà, thì làm sao tránh khỏi chuyện trong nhà có những cái vui buồn với nhau, có những cái xích mích, có những xung đột với nhau, có những chuyện không vui với nhau. Nhưng vấn đề là chúng ta đừng đem những cái khó chịu đó, đừng đem những cái xung đột đó, đừng đem những cái thói xấu đó đem ra. Ví dụ như chồng mình có tật xấu, vợ mình có tật xấu, người trong gia đình có tật xấu, hoặc là cha mẹ chồng có tật xấu, thì những cái xấu đó mình đừng có lôi ra. Những ai mà có kinh nghiệm ở trong tình trường thì họ đều biết như vậy.
Khi mà một người phụ nữ hoặc là một người đàn ông than phiền về cái vấn đề hôn nhân của họ thì đó là một cái cơ hội để cho người thứ ba chen vào. Đương nhiên gia đình nào cũng có vấn đề hết nha, gia đình nào cũng có vấn đề hết, nhưng nếu anh đem cái vấn đề đó ra ngoài đó thì đó là cơ hội để cho kẻ thứ ba nó chen vào trong gia đình. Và đó cũng là cái nguồn cơn cho những cơn xung đột trong gia đình. Cho nên người ta nói đó, tốt khoe mà xấu che. Trong trường hợp này là như vậy. Gia đình nào cũng có những cái không muốn nói. Đúng không? Thì những cái đó đó mình nên giữ lại. Đừng có đem ra ngoài. Nếu như cần thiết, mình cần đem ra ngoài đó, thì đem ra ở những nơi an toàn. Những nơi an toàn đó là gì? Một á, là những chuyên gia tâm lý hoặc là những người có thể giải quyết được vấn đề đó. Ví dụ như buồn chồng, đúng không? Buồn ông chồng, ông có những tật xấu như vậy đó. Đem cái đó, đó tốt nhất tâm sự với cha mẹ chồng. Làm sao để tâm sự được? Đó là vấn đề của mình. Nói theo cái kiểu bây giờ đó là khi chúng ta mua một cái món đồ đó, mà tới hồi mua về cái chất lượng của nó không giống như nó được quảng cáo thì mình phải đem đi mình khiếu nại với nhà sản xuất để họ có trách nhiệm bảo hành sửa chữa cho mình, chứ không lý do gì mình đem những cái chuyện nhà đó ra mình đi mình kể lể với người khác. Cái đó đốt nhà. Cái thứ hai là không đem lửa bên ngoài vào. Tức là sao? Những cái chuyện mà ồn ào ở ngoài đó, đừng có đem về kể. Ví dụ như ở ngoài người ta có đánh ghen nha, người ta có ngoại tình thì cái đó là chuyện của người ta, đừng có đem về. Tức là mình đem cái lửa đã đem về trong nhà rồi. Có rất là nhiều người họ mở cái đó ra, ví dụ như bà vợ mở cái đó ra rồi cho ông chồng coi coi theo cái kiểu là dằn mặt á. Tức là ông mà ông giỏi ông lén phén ở ngoài đi là tôi sẽ giống như vậy nè, cái kiểu như vậy đó mà không có nói. Tức là ông liệu hồn ông đó, đưa ra cho ông coi đây anh coi là thấy không, đó nó đánh ghen nè. Rồi thì anh chồng ảnh có khi là ảnh không vui, ảnh thích ảnh sẽ từ chối hoặc là ảnh sẽ bàn ra, rồi thế là mình bắt đầu mình công kích vào vậy đó, ngó gì chứ anh coi chừng anh đó nha, tôi thấy có con này con kia đó nha nha, mà tôi mà không có coi như là cao tay ấn là ông liệu hồn ông với tôi, có khi bây giờ ông ra khỏi nhà. Rồi thế là bắt đầu anh chồng ông nói giờ bà nói cái gì, rồi thế là gia đình lục đục chi vậy. Tức là mình đã đem cái lửa ở ngoài đem vào nhà thì nó không cần thiết. Hoặc là có những người đó họ nói xấu gia đình mình, họ nói xấu chồng mình, họ nói xấu vợ mình, họ nói xấu cha mẹ chồng, họ nói xấu người bên nhà mình, rồi mình đem những cái đó về đó mình kể ra để làm chi, nó không giải quyết được vấn đề. Rồi có gì nữa, có những người họ đem đi làm thì bị áp lực công việc, áp lực của sếp, rồi áp lực có những người đó họ gặp áp lực của công việc rồi họ lại đem những cái áp lực đó, đó đem về nhà để làm chi vậy? Có phải là mình đang đem cái lửa ở ngoài vào nhà không? Những cái khó khăn đó về tới nhà rồi để ngoài đi, để ngoài cửa đi, không ôm cái đó về. Rồi thay vì đó mình khó chịu với sếp, mình khó chịu với công ty, mình khó chịu với đồng nghiệp, mình đi về nhà mình khó chịu với chính người nhà, mình khó chịu với những người mình thương, rồi mình lại làm cho họ bị tổn thương. Theo cái kiểu là bây giờ tôi không vui thì tôi không muốn ai được vui hết, thì có nghĩa là chúng ta đã đem cái lửa ở ngoài đem vào. Thành ra đừng bao giờ đem lửa từ ngoài vào nhà. Đó là một trong những cái chìa khóa. Chỉ cho mượn những ai mà có cả. Tức là sao? Người phụ nữ ở trong nhà là người thường là người nắm cái hòm chìa khóa, tức là người nắm tài chánh ở trong nhà. Thì
anh chồng có nhiều khi ảnh tương đối phóng khoáng, tương đối mạnh tay, thì bạn bè rồi người này người kia đến xin mượn này nọ thì ảnh rất là dễ đồng ý. Và chính cái chuyện này đôi khi vợ chồng, tức là chồng cứ cho mượn mà bà vợ bà không cho, thì như vậy cái chìa khóa trong vấn đề này là gì? Tại vì nó thẳng là bà vợ bà chỉ thương mỗi ông chồng thôi, không ai ép, và đó không có nghĩa là bà phải thương toàn bộ những cái mối quan hệ bên chồng, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, rồi gia đình bên chồng. Mà anh chồng ổng cứ lâu lâu ai cứ tỉ tê là ảnh mở hầu bao như vậy đó, nhiều người phụ nữ họ không có vui. Bản thân sư cũng từng trải nghiệm cái chuyện đó, tức là người phụ nữ họ không có vui khi người đàn ông của họ đó mở hầu bao cho người khác, họ không cần biết ai thời này họ không có vui. Thì trong trường hợp đó đó, ông cha ruột của bà Quý Sa Kha dạy như thế nào? Cái người nào có khả năng trả thì nên cho mượn, còn cái người nào á mượn mà không có khả năng trả, mượn rồi không trả đó, thì không cho mượn. Đó là cách đối xử rất là dễ, tức là không cần biết ai, nhưng mà nhắm á, mượn mà trả được á, thì cho mượn, còn mượn mà không trả được thì nó khéo thôi. Nhưng mà có những trường hợp dù cho họ đó mượn không trả vẫn nên cho mượn, đó là ai? Đó là thân bằng quyến thuộc, đặc biệt là bên chồng. Ví dụ như anh chị em, cô dì chú bác hai bên, những người thân bằng quyến thuộc đó có những khi họ lâm vào cảnh ngặt nghèo, họ lâm vào cảnh thiếu thốn, thì trong trường hợp đó mặc dù họ không có khả năng trả nhưng mà mình vẫn nên cho. Bởi vì hai nguyên nhân: thứ nhất đó là thân bằng, cái thứ hai đó là một cái phước rất là lớn. Trong kinh 38 pháp hạnh phúc có một cái đó là gì? Bố thí cho thân bằng. Mình dùng cái từ bố thí nhiều người họ coi thường, nhưng mà mình có thể dùng một cái từ đó là mình hỗ trợ cho thân bằng. Bản thân đó là một cái điềm lành, nó tạo phước, mà phước đó là phước lớn chứ không phải là phước nhỏ. Bởi vì đây là những thân bằng quyến thuộc, và khi họ cần mình nên rộng mở bàn tay mình ra và mình cho trong, không ai ép mình phải lấy cái tiền đi chợ để mà cho, để rồi dẫn đến cái chuyện là tháng này vợ chồng ăn uống là phải kham khổ. Nhưng mà trong một chừng mực nào đó mình có thể rộng mở, có thể cho được. Thì về khoản này á, thì sư thấy là các cái anh chồng á, nó tương đối là dễ chịu, nhưng mà bà vợ đó thì ráng nha, ráng. Rồi gì nữa? Hãy ngồi một cách an vui. Có nghĩa là sao? Cái chỗ của mình ở trong nhà mình nên có cái hiểu, nắm được cái vị thế thích hợp của mình trong nhà. Ví dụ như mình có cái sự kính kênh nhiều dưới. Nếu như mình là giả sử như con dâu trưởng chẳng hạn, thì mình cũng có cái vị trí của mình, và mình hiểu cái vị trí đó mình nên làm. Mà người Việt mình có câu á, là ăn coi nồi mà ngồi coi hướng. Có những chỗ mình không nên ngồi. Mà cái này thì những cái bạn trẻ đó bây giờ ít để ý, chứ nếu như mà mình khéo, mình sẽ là một người rất là tế nhị và được điểm trong mắt gia đình rất là nhiều. Ví dụ như mình vào ở trong nhà đó, có những chỗ mà con dâu không có nên ngồi. Chẳng hạn cái chỗ gia chủ, quý vị biết cái chỗ gia chủ là chỗ nào không? Ví dụ như một cái bàn mà cái bàn chữ nhật á, nhà cái bàn chữ nhật á, cái chỗ gia chủ là chỗ nào? Đầu bàn. Đầu bàn là cái chỗ gia chủ, thường á là dành cho chủ nhà. Một, chỗ đó sẽ dành cho cha chồng mình. Hai, chỗ đó sẽ dành cho chồng mình trong trường hợp mình không sống chung với cha mẹ chồng. Chứ còn á, mình mà leo lên chỗ đó mình ngồi á, thì đó là mình thiếu tế nhị. Đó là văn hóa ứng xử. Và khi mà trong một cái mâm cơm nha, trong một cái mâm cơm, những người lớn lớn tuổi thì biết nè,
Nhưng mà những bạn trẻ thì có khi không để ý người phụ nữ ngồi ở chỗ nào, biết không? Ngồi ở cái chỗ gần nồi cơm. Để chi? Mình là con dâu thì mình sẽ bới cơm. Cái chuyện bới cơm đó nó thể hiện cái sự tế nhị. Rồi gì nữa? Trong những cái dịp mà lễ Tết thì nó nhỏ nhau nghe. Bây giờ, thời buổi bây giờ sẽ thấy là các anh chồng sợ vợ là nhiều. Thành ra đó, nói về một cái mặt khác đó, là bà vợ đó đè đầu chửi cổ anh chồng trong cả năm kìa. Không mấy khi có cái dịp lễ Tết thì thôi chịu khó để cho ổng nở mày nở mặt tí đi. Cho ổng lên, ổng ngồi, ổng tán dốc với mấy cái ông ở trên. Mình phụ nữ mình chui xuống dưới. Tại sao vậy? Tại vì cả năm trời mình leo lên đầu mình ngồi rồi. Cả năm trời mình hắng một tiếng là ổng không có dám ho he rồi. Thì trong những cái dịp lễ Tết thì mình chịu khó mình nếp xuống để cho ổng có cơ hội ổng ngồi lên nở mày nở mặt. Biết chưa? Cho nên mình biết cái vị thế của mình ấy. Gia đình nó khỏe lắm. Rồi ở đằng sau á thì mấy bà mấy cô tha hồ tám chuyện ở dưới. Ở trên thì mới cho mấy ông tha hồ tám chuyện của mấy ông. Mình biết cái vị thế của mình trong gia đình nó khỏe. Và sẵn thì sư nói luôn, đó là rất nhiều người họ không có nắm được cái sự quan trọng của người phụ nữ ở trong. Hoặc là nói một cách khác đi, họ không nắm được sự quan trọng của người ở nhà. Thành ra đó, cứ đi làm thì mới có địa vị ở trong gia đình. Còn hễ mà không đi làm đó, là không có địa vị. Nhưng mà xin thưa, cơm không phải tự nhiên mà chín, quần áo không phải tự nhiên mà sạch, nhà cửa không phải tự nhiên mà ngăn nắp, con cái không phải tự nhiên mà đi học về nó có mặt ở nhà. Ở đâu ra? Mỗi một người đều có cái trách nhiệm. Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta nên hiểu được ai cũng có tầm. Còn mình mà có cặp mắt coi thường đó là. Và chính cái sự việc đó nó sẽ dẫn đến cái chuyện là gia đình không được yên. Do đâu? Vợ chồng không tôn trọng. Hoặc nói một cách khác đi, là cái người đi làm không tôn trọng người ở nhà. Đó là nguồn gốc của những sự. Tại sao sư nói cái này? Bởi vì nó liên quan đến hai cái sau. Đó là gì? Ăn một cách an vui. Có nghĩa là sao? Người phụ nữ thường thì cái chuyện nấu nướng là cái vấn đề của người phụ nữ. Người phụ nữ họ giỏi hơn về vấn đề này trong gia đình. Thường thì người phụ nữ họ sẽ nắm cái đầu bếp. Thì trước khi ăn, trước khi vợ chồng mình ăn, trước khi bà vợ ăn, thì mình ngó cái coi anh chồng ảnh ăn chưa. Mình ngó cái coi cha mẹ chồng ăn chưa. Cái chuyện đó nó là một cái sự tế nhị. Mình ngó để ý coi cha mẹ chồng ăn chưa. Rồi thì khi mà hai vợ chồng có đi đâu đó ăn, có nghĩ đến cái chuyện là mình nên mua một phần về cho cha mẹ chồng. Nên có lần xin thấy một cái con dâu trưởng, cổ là con dâu trưởng ở trong nhà, cổ đi ăn. Rồi thì cổ ăn xong rồi đó, thì ví dụ như có những món như sườn rồi gà này nọ ăn xong rồi, có xương ấy. Ở nhà cũng có nuôi chó, thành ra là cổ thấy bỏ cũng phí, thôi đem về cho mấy con chó nhà nó ăn. Ý của cổ cũng không có gì, nhưng cái vấn đề là cổ không mua đồ ăn cho cha mẹ chồng. Cổ không mua một phần cho cha mẹ chồng, mà cổ chỉ tiện tay thôi, thì ăn dư đó thì đem về. Và cổ đem cái bịch xương đó về, và cổ nói là đem về cho mấy con chó ở nhà. Chết người chưa? Chết người chưa? Cha mẹ chồng, hai vợ chồng nó đi ăn. Trong cái góc cái nhìn của cha mẹ chồng, hai vợ chồng nó đi ăn. Nó đem bịch xương về, nó nói là cho mấy con chó ở nhà ăn, thì có phải nó đang chửi khéo mà. Chết người chứ. Do đâu? Do mình không có tế nhị. Thử
có rất nhiều lần sư đề nghị là mình dùng cái từ cúng dường dành cho những bậc trưởng thượng ở nhà, ví dụ như cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng. Tại khi mình dùng cái từ cúng dường ấy, mình có cái sự tôn trọng, có sự kính trọng hơn nhiều. Như vậy thì khi mà mình đi đâu đó, mình mua cái gì hai vợ chồng hưởng thụ với nhau, mình nghĩ đến cái chữ cúng dường có nghĩa là mình phải mua một cái gì đó ngon bằng cái mình ăn, hoặc ngon hơn cái mình ăn, mình đem về để cúng dường cho mình. Mà xin thưa, cái chữ cúng dường ở đây không có nghĩa là đem lên cho bàn thờ. Ở với người Việt mình nó lại mang ý nghĩa khác. Ý sự là mình nên có sự tôn. Mà như vậy, cái gia đình mà cha mẹ chồng thương con dâu hơn con ruột, quý vị nghĩ gia đình đó có hạnh phúc không? Ít nhất là bà vợ sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Tại vì khi đó, mình có đồng minh nha. Lỡ anh chồng cũng có ăn hiếp gì mình đó, là có cha mẹ chồng là đồng minh của mình. Điều đó là điều rất cần. Rồi gì nữa? Ngủ một cách an vui có nghĩa là sao? Trước khi đi ngủ, người phụ nữ là người thường ấy, cái sự khéo léo và tinh tế của họ hơn người đàn ông. Đàn ông thì có khi họ thoải mái và vô tâm vô tư, nhưng mà phụ nữ thường thì họ rất là khéo léo. Mà chính bởi vì họ khéo léo như vậy đó, trước khi đi ngủ nên ngó trước ngó sau coi cửa nẻo có đóng chưa, rồi ví dụ như bếp ga có khóa chưa, tức là mình ngó trong nhà mình á có còn cái gì thiếu sót. Mà tinh tế hơn nữa là ngó coi gia đình chồng, cha mẹ chồng có ổn không. Ví dụ như bà mẹ chồng đang nhức chân, có cần mình đem dầu tới không, có thủ thỉ tí xíu thôi. Đó là những cái mình ngó người trên kẻ dưới, ngó người trên kẻ dưới, từ trong ra ngoài ngó coi có còn cái gì nữa không. Rồi khi đó đó mình mới đi nghỉ ngơi. Chứ còn mà một cái cô gái mà cứ lăn đùng ra đó mà nằm nghỉ, trong khi đó không cần biết là trong nhà ngoài cửa có còn cái gì hay không, có cần cái gì hay không, mình không cần biết, mình cứ thích là mình nằm lăn ra thôi, thì sự e mình thiếu sót. Rồi mình chăm sóc ngọn lửa trong nhà có nghĩa là sao? Hãy coi cha mẹ chồng như là ngọn lửa. Nếu như chúng ta biết ứng xử một cách khéo léo thì chúng ta sẽ được ngọn lửa đó sưởi ấm, chúng ta sẽ được ngọn lửa đó cung cấp cho mình cái để ăn, cung cấp cho mình chỗ để bảo vệ. Tại vì sao? Người phụ nữ khi kết hôn nếu như phải ở với cha mẹ chồng, mà nếu như mình khéo léo, mình ứng xử, mình tôn trọng cha mẹ chồng như là ngọn lửa, thì mình sẽ có đồng minh, tức là mình có hai người đồng minh, và có vấn đề gì cha mẹ chồng sẽ là người bảo vệ. Thành thử hãy cẩn thận. Còn nếu như mà chúng ta thiếu sự tinh tế, thiếu sự tế nhị, mà nói như những bạn bây giờ là thôi không muốn làm dâu đâu, cái chữ không muốn làm dâu á là mình rất là dở. Bởi vì mình đã từ chối hai đồng minh quan trọng trong một gia đình. Mình từ chối họ làm đồng minh cho mình, mà mình biến họ, mình đẩy họ vào cái thế đối lập, là tự nhiên là mình một mình mà mình đánh với ba người. Thay vì mình chỉ xử lý ông anh chồng là đã mệt muốn chết rồi, bây giờ mình phải lo cả cái việc xử lý cha mẹ chồng, mệt lắm chứ bây giờ. Mà nếu mình khéo họ là đồng minh, mình không khéo họ là đối địch. Thành thử cái ngọn lửa trong nhà mà mình không khéo giữ gìn nó sẽ thiêu đốt. Cha mẹ chồng là như vậy, mình khéo hay không khéo, gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, cái này nó quyết định, không có lớn không có nhỏ. Đừng có nghĩ là mình lấy chồng chỉ ở với chồng, tôi chỉ yêu một mình ảnh là đủ rồi, tôi chỉ lo một mình ảnh là đủ rồi. Những ai có gia đình thì họ sẽ nhận ra được nó không đơn giản. Mình còn có gia đình bên cạnh, còn có gia đình của nhau nữa.
Nếu như mình chỉ chấp nhận nhau mà không chấp nhận gia đình của nhau, rất là khó. Và cái điều cuối cùng mà người cha dạy bà Visakha đó là gì? Hãy tôn kính lễ bái những vị trời ở trong. Đó là ai? Đối với người phụ nữ thì đó là chồng và cha mẹ chồng. Nhiều người họ nghe họ thấy khó chịu. Làm cái gì mà tôi phải tôn kính lễ bái là cha mẹ chồng? Thì ghê vậy. Thậm chí là chồng nữa. Xin thưa nha, chồng tôi đó, tôi ho một tiếng là ổng im re. Mắc cái chứng gì mà bắt tôi là phải tôn kính về lễ bái. Xin thưa, trong chú giải chuyện Thiên Cung, có một lần ngài Mốt Cần Lánh á, tức là ngài Mục Kiền Liên, đi lên cõi trời và thấy một cái cô tiên nữ, cổ rất là đẹp và cổ có tòa lâu đài rất là lớn, cũng như hàng loạt những cái vải vóc, quần áo, y phục, lụa là rất là nhiều, rồi có rất là nhiều những cái tiên nam tiên nữ hầu hạ. Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi cổ là cô tiên nữ đã làm gì mà được cái phước lớn đến như vậy. Thì cổ mới trả lời đó, bạch ngài, hồi xưa là con chỉ làm mỗi việc thôi, đó là con lúc nào kính trọng người chồng của con, và dù cho con có bực mình như thế nào đi chăng nữa, con cũng không bao giờ nặng lời với chồng, và con cư xử với chồng như là một người mẹ cư xử với con, tức là con coi chồng như là con thương ảnh, đương nhiên là tính luôn cả cái cha mẹ chồng. Thì nhờ như vậy cổ được cái phước sanh thiên, và cha mẹ chồng là những vị trời ở trong. Nếu như mình tôn trọng, mình cúng dường, mình cư xử một cách tế nhị lễ phép, thì đó là cái nguồn sanh phước. Quý vị cứ nghĩ là mình phải đi làm từ thiện, mình phải vào chùa, mình phải đi làm cái này làm cái kia thì mình mới có phước. Nhưng rất nhiều người họ quên một chuyện, hoặc là họ không biết một chuyện, bản thân cha mẹ chồng là cái nguồn sanh phước. Mà nếu như mình cúng dường, mình kính trọng, mình cư xử một cách tế nhị, mình phục vụ, thì đó là cái nguồn sanh phước. Và rất nhiều người sanh thiên nhờ vào việc này. Trong Tương Ưng cũng có, Tăng Chi cũng có. Những người phụ nữ mà có sự kính trọng và có sự quan tâm, cúng dường đối với cha mẹ, những người phụ nữ đó sanh thiên rất là nhiều. Thử đó là cái nguồn sanh phước mà mình bỏ qua đó thì rất là uổng phí. Tóm lại, trong gia đình hãy làm cho cha mẹ chồng ấy đứng về phía của mình, là những người đồng minh tích cực nhất của mình, chứ đừng có đẩy cha mẹ chồng vào thế đối lập với mình. Đó là bí quyết. Rồi trong cái chuyện mà ứng xử của vợ chồng với nhau thì nó có những vấn đề như thế này. Đối với anh chồng, ở đây không biết là có đàn ông có mấy anh chồng ở đây hay không. Đối với những anh chồng thì cũng có những bộ phận mình phải làm chứ không phải là không. Đó là gì? Thứ nhất, tôn trọng. Như sư nói, có những người phụ nữ họ ở nhà là họ đã hy sinh rất là lớn cho gia đình. Mình phải tôn trọng. Và mình phải nhìn nhận cái việc người phụ nữ ở nhà họ quan trọng tương đương với việc là một người đi làm. Một gia đình có thật sự trở thành một gia đình hay không là nhờ vào người ở nhà chứ không phải nhờ vào cái người đi làm. Người đi làm chỉ đảm bảo cái vấn đề kinh tế thôi, tức là ăn có no hay không. Nhưng mà ở có ấm hay không là cái người ở nhà. Và gia đình có phải là cái chốn để về hay không? Hay là gia đình chỉ là một cái nhà trọ để mình hoàn toàn phụ thuộc vào cái người ở nhà? Cái người giữ cái ngọn lửa trong nhà đó là cái người ở nhà. Cho nên chúng ta cần có sự nhìn nhận cái
vị trí và tầm quan trọng đúng mức của người phụ nữ khi họ thành ra nên tôn trọng nếu như họ là người ở nhà. Và đương nhiên nếu như người ở nhà là anh chồng thì bà vợ đi làm thì cũng nên tôn trọng, chứ đừng bao giờ mình nghĩ là cái người không đi làm là một cái người ăn bám. Nhầm to. Mình có đi thuê ô xin, mình có thuê người làm á, thì họ cũng không làm kỹ được. Mình cũng phải trả tiền vậy. Mình cũng phải trả tiền. Mà nói nhỏ nhau nghe, hình như ô xin cũng không có nghĩa vụ là phải phục vụ trong cái căn phòng ngủ. Mà bà vợ bà phục vụ mình luôn tới cái mức độ đó. Mà mình đâu có trả tiền cho bà. Rồi gì nữa? Nên chung thủy với vợ. Tức là ngay cả cái chuyện mình đi chơi tăng 2 tăng 3 đó, xin thương nha, bao gồm luôn cả cái chuyện là mình đi massage, rồi đi uống cà phê. Cà phê gì thì tự quý vị biết nha, đàn ông biết với nhau. Thì cũng phải có sự đồng ý của mình. Uống với bạn bè thì không nói, nhưng mà có những cái quán cà phê không uống với bạn bè thì phải có sự đồng ý của vợ. Chứ không phải mình nói là tôi có tiền tôi muốn làm gì tôi làm. Chứ đừng nói chi đến cái chuyện là mình có phòng nhì, phòng 2, phòng 3 không có. Ngay cả cái chuyện đó mình cũng cần phải có sự đồng ý của vợ. Còn nếu vợ không đồng ý thì miễn. Đây là cái chuyện đương nhiên để mình giữ gìn hạnh phúc của một gia đình. Là gì nữa? Sẽ nói tiếp cái này, hai cái sau là chắc phụ nữ họ vui lắm. Tức là gì? Giao quyền hành cho người. Mà suy nghĩ cái này không cần phải nói, đa phần những gia đình bây giờ thì phụ nữ họ nắm quyền rất là nhiều. Nhưng mà trong những gia đình không được như vậy thì người đàn ông ấy, tức là người chồng ấy, nên giao quyền hành cho người. Chứ không phải mình là một người đàn ông gia trưởng. Và điều cuối cùng là gì? Cái giao quyền hành cho vợ này đó bao gồm cả cái chuyện là giao cái két sắt, giao cái ví tiền cho bà vợ ông. Tại vì anh chồng thì cái chuyện mà quản lý tài chính thì thoải mái cho nên là trong chuyện này đó thì tốt nhất là mình nên giao cho bà vợ. Và cái điều cuối cùng trong cái trách nhiệm của anh chồng đó là cái gì? Thỉnh thoảng nên sắm những món quà cái gì? Đó có thể là nữ trang, có thể là những cái túi sách, có thể là những cái quần áo chẳng hạn, hoặc là những cái món quà nào đó mà tốt nhất là mình nên có. Mà ở trong chú giải đó có nói là bây giờ bao lâu thì tặng quà. Chúng ta có thể nè, mỗi tháng một lần, hoặc là mỗi tháng hai lần, hoặc là mỗi tháng bốn lần, hoặc là mình chơi như cách hàng của Bồ Tát, tức là ngày nào mình có thọ Bồ Tát là mình có quà cho vợ. Tức là ở trong chú giải đó, đề nghị tối thiểu một tháng cũng được hai lần, còn nếu mình kẹt quá thì tháng được một lần. Thì như vậy đó, sư đang nói là cái món quà, thì nhờ những món quà như vậy đó, gia đình của mình nó được hâm nóng. Chứ còn mình bỏ bê lâu quá, bếp lò nó nguội lạnh, thì một hôm nào đó mình đột xuất mình tốt với bà vợ thì bà vợ bà sẽ nhảy ra vấn đề là chắc ông này ổng làm cái gì bậy gì mình, thành ra là ổng ăn năn ổng hối lỗi rồi ổng mới tặng quà cho mình, chứ ngày thường ổng làm gì có. Thì khi mà gia đình mình đã đi vào ở trong cái chuyện đó rồi thì rõ ràng đó, cái bếp lò nó đã lạnh, gia đình đó cái chữ mái ấm nó chỉ còn có cái mái thôi, còn cái chữ ấm thì nó chạy đâu rồi. Thành ra để giữ gìn cái mái ấm trong nhà, người đàn ông nên thường xuyên quan tâm đến người bằng cách thỉnh thoảng lo lắng có những món quà này nọ đó. Thì đương nhiên khi người đàn ông có những cái bổn phận như vậy thì người phụ nữ cũng cần có đáp lại tương xứng. Đó là gì? Khéo trong cái chuyện tiếp đón bằng. Như sư nói ở trên, khi mà nam nữ yêu nhau thì họ chỉ nghĩ
mình chỉ lấy nhau thôi. Nhưng khi lấy nhau rồi đó, mình còn có gia đình của hai bên. Thành ra đó, phải khéo tiếp đó những bà con thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên. Cái chuyện đó người cũng phải khéo. Chứ mình không thể nào mình nói là tôi chỉ lấy mình anh thì tôi chỉ biết anh thôi. Còn nghiệp hết thì cũng không nên. Muốn có một gia đình hạnh phúc thì mình nên khéo trong việc này. Và sư biết là nhiều người họ sẽ thấy là áp lực quá. Áp lực quá. Nhưng mà một gia đình hạnh phúc đâu phải là cái chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi cái sự chung tay góp sức của rất là nhiều người. Rồi lại thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Đương nhiên anh chồng anh đã chung thủy với mình thì mình phải chung thủy với chồng mình. Đó là chuyện đương nhiên. Ngay cả cái chuyện là gia đình nó hơi lạnh, cái máy ấm thì không còn ấm nữa, thì mình cũng nên ráng giữ cái sự chung thủy với chồng. Chị sẽ nói ở trên, đừng bao giờ đem ngọn lửa ở trong nhà đâu, tức là những cái buồn phiền, những cái khó khăn, những cái tật xấu của bên chồng không có nên đem ra kể với ông. Đặc biệt là những cái vấn đề trục trặc mình đem ra mình kể ở ngoài, đặc biệt là mình đem mình kể với một người khác giới, thì đó là đánh dấu cho một nguy cơ ngoại. Ai có kinh nghiệm sẽ hiểu. Thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Như ở trên, anh chồng ấy, ảnh đã giao tài sản cho mình rồi nha. Anh chồng ảnh giao tài sản cho bà vợ rồi. Mình là cái người giữ cái bóp. Nói vui tí xíu. Khi mà hai, một cặp nam nữ mà đi ra một cái quán nào đó, mình nhìn ấy, dễ biết lắm đằng đó có phải vợ chồng hay không. Nếu như mà cái anh đàn ông á móc phí ra anh trả tiền thì thường đó là một cái đôi yêu nhau. Còn nếu như mà hai người mà mạnh ai nấy trả tiền thì đó chỉ là bạn bè. Còn nếu như mà cái người nữ mà móc phí ra mà trả tiền thì biết à cái đó là vậy. Cho nên cái người phụ nữ họ khi họ mình đã nắm cái bóp tiền ở trong tay rồi thì mình phải khéo quản lý cái khối tài sản đó nha, khéo quản lý, chứ không thể nào mà mình để cho nó chạy đi đâu biết được. Phụ nữ là phải khéo quản lý cái tài sản. Và cái điều cuối cùng đó là mình những cái công việc trong nhà mình phải khéo. Thà trước khi kết hôn á, khi mà còn ở nhà đó, mình phải khéo học hết từ cái chuyện là nội trợ nè, cho đến những cái chuyện mà lo lắng những cái công việc trong nhà mình phải nắm hết. Để chi? Để khi đi lấy chồng rồi đó, cái việc trong nhà đó, mình biết hết. Còn nếu như không biết nữa thì nhờ mẹ chồng dạy cho. Khi mình khéo công việc trong nhà thì cái gì nó cũng yên ổn. Cái gì nó cũng yên ổn. Và đó là những cái bí quyết để giữ gìn cho một gia đình hạnh phúc. Và quay trở lại cái chuyện anh chồng. Thường á, anh chồng là cái người giao lưu, đi ra ngoài, giao tế bạn bè rất là nhiều. Rất nhiều gia đình lục đục vì cái chuyện bạn của ông chồng. Nhiều bà vợ nói à, ổng cũng tốt, không vấn đề hết, nhưng mà cái bạn của ổng là không được. Thành ra người chồng cần phải biết lựa bạn mình thôi. Người bạn của mình cứ nghĩ là tôi chơi với bạn tôi thì đó là chuyện cá nhân của tôi, nhưng không. Có rất nhiều chuyện cái người bạn họ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chứ không phải chơi. Có những người mình không nên tiếp xúc nhiều, không nên coi họ là bạn, bởi vì họ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ví dụ như một cái kiểu bạn á, mà cái gì cũng lấy hết, cứ mở miệng ra là xin, mở miệng ra là mượn, thì đương nhiên bạn bè cũng có những lúc khó khăn,
nhưng mà khó cũng có chừng, chứ không phải lúc nào khó quá cứ mượn tiền của mình rồi thì mình bạn bè mình cho mượn, cái đó mượn hoài mà không thấy trả đó thì coi chừng là vợ chồng lục đục. Cẩn thận cái đó. Cái thứ hai, cái loại bạn mình nên tránh đó là gì? Cái kiểu bạn xu nịnh, lúc nào cũng khen mình hết trơn á, lúc nào cũng lấy lòng của mình, nhưng mà có chuyện gì đó mình cần nhờ á, không thấy mặt đâu hết trơn thì cũng coi chừng. Tại sao? Nhiều lúc á người phụ nữ họ sẽ phiền, phiền theo cái kiểu gì? Thấy không, ngày thường á thì thấy mặt ổng, thấy mặt bạn của ông á, ngày thường cũng tập thấy hết trơn á, dỗ quải đám tiền lúc nào cũng thấy hết trơn, mà có chuyện nhờ không thấy, không tiêu, không thấy không đó đó, ông giao lưu bạn bè cái kiểu đó đó, cái hồi có chuyện cần không thấy mặt đâu hết trơn, thì anh chồng ảnh sẽ tự ái, rồi ảnh nói sẽ quay qua ông nói là bạn của tôi muốn sao là chuyện của tôi, rồi thì vợ chồng dục đục, gia đình bất hòa vì cái kiểu bạn như vậy. Thành ra tránh. Rồi cái kiểu bạn mà hay khen ở trước mà chê sau lưng, tức là cái kiểu mà bạn mà hai mặt, tránh là tốt nhất. Tại cái thứ đó, nó là cái thứ rất là dễ, là cái thứ mà chia rẽ gia đình. Nó nói tới nói lui cái chuyện gia đình nó chưa có cái gì hết á, mà nó nói tới nói lui một hồi là cái gia đình nó tan đàn sẽ nghe, là gì cái thứ bạn tránh. Cứ thấy cái đứa nào á mà khi nó khen nhưng mà sau lưng nó chê đó, là coi chừng, tránh cái thứ bạn. Rồi thì cái kiểu bạn mà thích tiêu xài, thích ăn thích tiêu xài, ăn chơi thì mình cũng nên tránh. Có rất nhiều gia đình bây giờ khổ biết là bao nhiêu cái chuyện mà chồng cứ bạn bè rủ rê đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, ăn nhậu chỗ này ăn nhậu chỗ kia, mà nếu như mà không gọi ổng về đó thì cơm nó nguội lạnh 12 giờ khuya chưa thấy mặt ở nhà, mà kêu chồng về đó thì bạn bè nó kêu là thằng này sợ vợ, rồi lại nó sẽ trở thành cái đứa mà coi như là có vợ quên bạn, rồi chồng họ sẽ mất mặt. Thành ra mình đẩy người phụ nữ trong nhà vào cái thế khó, đó là không gọi là không thấy mặt ổng về, mà bây giờ mình kêu ổng về đó là ổng tự ái. Thành ra đó, cái kiểu bạn mà hay rủ mình chơi bời, cái kiểu bạn mà thích tiêu xài thì thôi tránh đi. Khi mà mình đã trở thành một người chồng rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với gia đình. Mình không còn là những chàng trai ham chơi được nữa. Cái chuyện ham chơi là chuyện khi mình còn là những đứa bé. Còn khi mình trưởng thành rồi, đã kết hôn rồi, thì mình phải có trách nhiệm. Cho nên, cái kiểu bạn mà cứ rủ đi chơi bời suốt như vậy, thì nên tránh. Bởi vì họ là nguyên nhân đưa gia đình mình đi đến cái chuyện là cơm nguội canh lạnh, bếp lò đã tắt lửa, gia đình không còn mấy ấm. Bên cạnh đó thì đương nhiên cũng có cái mặt ngược lại, đó là có những người bạn chúng ta nên kết giao, bởi vì họ là những người sẽ giúp cho cái mái ấm của mình đó, nó tốt hơn. Ví dụ như cái loại người bạn hãy giúp đỡ, đương nhiên giúp đỡ vô tư nha, chứ không phải là giúp đỡ theo cái kiểu là ngó bà vợ của mình thì sẽ không tính. Mà cái người kiểu người bạn giúp đỡ một cách vô tư, tốt bụng thì vẫn nên. Tại vì những khi tối lửa tắt đèn có nhau, họ sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Rồi có những người bạn mà cùng chung hoạn nạn, chia sẻ cay đắng ngọt buồn có nhau, cái kiểu bạn đó nó hiếm lắm. Mà nếu như anh chồng mình mà có người bạn như vậy thì bà vợ nên tôn trọng và nên coi trọng người bạn đó như là một thành viên trong gia đình. Bởi vì cái kiểu bạn á, khó khăn ngọt bùi á, qua biết bao nhiêu mưa gió
mặt vẫn còn có nhau, cái kiểu bạn đó nó hiếm lắm, chứ không phải đơn giản, có thì quý. Rồi cái kiểu người bạn mà thường hay khuyên khuyên chồng mình những cái chuyện không có nên làm, lỡ mà ổng có làm bậy làm sai á, thì cái người bạn này khuyên cản, rồi rất là thường hay chỉ những cái điều tốt để cho chồng mình làm, thì nghĩ là có thì nên kết giao. Bởi vì chắc chắn là những người đó họ sẽ không làm cho gia đình của mình mất đi mấy, mà thậm chí họ có thể giúp cho mình có sự thăng tiến, có những cái tốt hơn trong công việc, và đương nhiên tốt hơn trong cả chuyện gia đình. Thì đối với những người bạn mà thường có mặt khi mà mình gặp nạn, giúp đỡ mình, rồi vui vẻ khi mà thấy mình may mắn, rồi thấy ai mà nó xấu là có cái sự ngăn chặn, rồi khuyến khích những ai mà khen, thì những người bạn như vậy có càng nhiều. Và với những người bạn như vậy, người phụ nữ nên coi họ là một thành viên trong gia đình. Thì khi chúng ta có được những cái người bạn như thế, chúng ta sẽ có được một gia đình thành thử. Một gia đình để nó trở thành đẹp thì nó cần phải có sự chung tay của cả hai vợ chồng, và luôn cả cái chuyện khéo léo cư xử ở trong, ở ngoài, ở trên, ở dưới. Thì như vậy đó, sư tin là gia đình của mình ấy sẽ tốt đẹp. Và sư mong muốn là ở những cái buổi mà tạm gọi bây giờ, những cái buổi mà hằng thuận, ví dụ như đám cưới mà đi vô chùa, thì nên có những cái buổi nói chuyện như thế này, để chi, để hai vợ chồng nắm được mình cần phải làm cái gì để giữ gìn hạnh phúc. Sư nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện nên. Và sư mong là những lớp giáo lý sau này, những cái vị thầy, những vị sư nào mà mở những lớp giáo lý thì cũng nên có những cái buổi như thế này, để chúng ta nắm được chúng ta cần ứng dụng Phật Pháp vào trong gia đình như thế nào, để chúng ta có được một gia đình. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là Phật Pháp ấy, nếu như cần thiết thì cũng rất là gần gũi với đời sống gia đình của mình, chứ không phải là những cái mà cao xa, lúc nào cũng nói về chuyện giải thoát, giác ngộ, thì không phải lúc nào cũng vậy. Và sư mong là quý vị sẽ có được những sự lợi ích, những sự an lạc qua cái buổi học hiện nay. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. A ca sát tha cha bhum ma tha di wa na ga ma hi ti ca punyan tang an mo di tu a chi ran rak khan tu sa sa nan A ca sát tha cha bhum ma tha di wa na ga ma hi ti ca punyan tang an mo di tu a chi ran rak khan tu di sa nan a ka sat tha cha bhum ma tha di wa na ga ma hi ti ka punyan tang an mo di tu a chi ran rak khan tu mam pa rang Itavata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya
Itavata ca ammehi sambandam punya sampadam sabbe buddha anumodantu sabba sampatti siddhiya. Itavata ca ammehi sambandam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.